Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến nay huyện Triệu Phong đã có 6 trên 18 xã đạt nông thôn mới. Riêng năm 2019, có 3 xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả đó chính là nhờ vào sự nỗ lực của địa phương cũng như sự đóng góp, đồng lòng đồng sức của những tập thể cá nhân trong toàn huyện. Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Triều Trung, huyện Triều Phong đã đưa vào sử dụng thêm một dãy phòng học. Những phòng học này được xây dựng từ nguồn quỹ kêu gọi và vận động những doanh nghiệp ngoài tỉnh. Việc xây dựng thêm phòng học đã góp phần làm hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới của xã Triều Trung. Bước vào năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Trung được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục, lãnh đạo ủy ban nhân huyện cùng với 3 công ty của tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tài trợ cho nhà trường một dãy phòng gồm 4 phòng học chức năng. Phải nói đây là một trong những năm trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Trung đã cùng với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã để về đích nông thôn mới của năm 2019. Như vậy là về cơ sở vật chất nói chung thì đến trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Trung đến nay đã đảm bảo và phục vụ cho công tác dạy học của con em ở địa phương. Xã Triều Trung năm 2019 là đăng ký để về đích nông thôn mới, trong đó còn 3 tiêu chí là chưa đạt, đó là cơ sở trường học và hệ thống thông tin truyền thông và cơ sở vật chất văn hóa. Chính vì vậy mà Đảng ủy, Ủy ban xã và Ban quản lý nông thôn mới xã cũng là tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong công tác là tập trung nguồn lực để đầu tư. Chính vì vậy là trong vào tháng 10 2019 chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên thẩm định để xã đạt về đích nông thôn mới. Trên tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban, ban chỉ đạo nông thôn mới các xã tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 18 xã trên địa bàn huyện cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới của địa phương mình. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp tổ chức thực hiện. Mặt trận đoàn thể các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, phát động cả cấp hội phụ nữ tại 12 xã xây dựng tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 9 km. Với cách làm như thế, đến năm 2019, hầu hết tiêu chí ở các xã trên toàn huyện Triệu Phong đều tăng, không có xã nào đạt dưới 12 tiêu chí. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Triệu Phong, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt và đặc biệt là được sự đồng tình, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Chính vì vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn của huyện Triệu Phong về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đó là có được 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ban chỉ đạo của huyện đang thẩm định và trình ban chỉ đạo của tỉnh phê duyệt. Như vậy, chúng tôi có 10 trên 18 xã đạt chuẩn, đạt 55%. Có thể nói, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng, có ý nghĩa lớn, tạo dấu ấn trong cuộc cách mạng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần nghị quyết số 26 của Trung ương. Với nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Phong có sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ nét, sản xuất phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển đồng bộ. Hệ thống trường học được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế đạt chuẩn, môi trường sinh thái có bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 13,6% năm 2010 đến cuối năm 2015, hộ nghèo giảm còn 6,39% theo chuẩn nghèo cũ. Trong những năm trở lại đây, huyện Triệu Phong cũng đã tích cực chỉ đạo và thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 3% mỗi năm. An ninh trật tự chính trị được giữ vững, đời sống vật chất cũng như tinh thần người dân khu vực nông thôn được nâng cao.
Năm 2015, xã Đồ Phước đã được huyện Triệu Phong là công nhận một trong những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Và từ năm 2015 cho đến nay, xã vẫn là tiếp tục có những cái kế hoạch để là chỉ đạo nhân dân tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cũng như là thiết chế văn hóa và các cái thu nhập của nhân dân để là tiến tới sẽ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sắp tới. Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới đang được triển khai mạnh mẽ với phương châm dân làm, nhà nước hỗ trợ, thực sự phát huy hiệu quả trong toàn huyện. Cũng chính vì thế, đối với huyện Triệu Phong thì sự tham gia của người dân ở địa phương và cả các doanh nghiệp, con em ở mọi miền Tổ quốc không chỉ góp công, hiến kế mà còn góp kinh phí để tham gia xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới thì cũng kết hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy cũng như là thôn, cũng cùng với các cái ban ngành đoàn thể thì cũng đã tổ chức các cái vấn đề dọn dẹp vệ sinh môi trường trong thôn cũng như là các cái đường làng ngõ xóm, tạo lên cảnh quan sạch đẹp để mà coi như là phát triển về cái vấn đề là coi như là môi trường. Thứ hai nữa là ngoài cái vấn đề đó thì coi như là cũng tạo một cái sức bật để cho các con em cũng là đi ra làm việc ở phía bên ngoài, và đặc biệt là trong đó thì cũng có những con em là coi như là đi xuất khẩu lao động, cũng mang về một cái nguồn thu coi như là về giúp trước tiên là gia đình và thứ hai nữa là quê hương rất là nhiều trong cái việc thay đổi nông thôn mới. Quá trình xây dựng nông thôn mới ở Triệu Phong đều bắt đầu từ cơ sở hạ tầng đến phát triển sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Do vậy, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trang trại, gia trại được hình thành và phát triển cho hiệu quả kinh tế cao. Người dân đã biết ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó, có nhiều mô hình đã mang lại nguồn kinh phí phát triển ổn định, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hộ và thành lập các cái mô hình kinh tế thì gia đình chúng tôi thành lập cái trang trại gà và nuôi là 10.000 con gà. Vì trong quá trình xây dựng thì đã đầu tư khoảng ra 1.2 tỷ cho cái trại gà này. Và trong quá trình chăn nuôi thì ngoài các cái biện pháp về phòng tránh dịch bệnh thì gia đình chúng tôi sử dụng thêm các cái chế phẩm sinh học, rồi một số cái chế phẩm để mà phục vụ cho cái bảo vệ môi trường. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Triệu Phong cũng cho thấy hầu hết các xã trên địa bàn của huyện có điểm xuất phát thấp. Trong khi đó, nguồn lực của trung ương phân bổ có mục tiêu về nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vì thế, ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Trước thực tế đó, sự nỗ lực của huyện nhà cũng như sự đồng lòng đồng sức của mỗi một người dân cũng đã tháo gỡ bớt phần khó khăn để xây dựng nông thôn mới. Và những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Triệu Phong trong thời gian qua cũng đã chứng minh được điều đó. Trong thời gian đến thì chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo một năm là phải xây dựng cho được một xã đạt chuẩn nông thôn mới, và trong nhiệm kỳ 5 năm thì có thêm 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm các xã phải tập trung xây dựng có thêm 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới thôn kiểu mẫu, và phấn đấu đến năm 2023 Triệu Phong sẽ có 18 trên 18 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện Triệu Phong giai đoạn vừa qua rất tự hào. Điều đó phản ánh sinh động, chân thực, ý đảng, lòng dân. Tin tưởng rằng, trong thời gian đến, mỗi cán bộ đảng viên và người dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Triệu Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chuyên mục Triệu Phong đổi mới và phát triển kênh này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.